Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Tiếng dân tộc học tiếng Mường phần 16. Câu trả lời có và không. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm từ có và không. Cụm từ này sẽ được sử dụng để trả lời cho các câu hỏi. Đồng thời trong bài học hôm nay chúng ta cũng sẽ ôn lại một số từ đã sử dụng trong phần 15. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phát âm từ có và phát âm từ không. Đồng thời chúng ta sẽ lấy một số ví dụ để minh họa cho việc sử dụng hai cụm từ này trong giao tiếp của người Mường. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách trả lời có. Là cách trả lời đồng ý. Chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau. Ví dụ 1. Chúng ta có câu Mày có uống rượu không? Thì câu này sẽ được người Mường nói thành Gia cọn rào chăng. Tôi xin nhắc lại. Gia cón rào chăng. Trong ví dụ 1, chúng ta gặp một từ cũ và bốn từ mới. Từ gia chúng ta đã được học trong phần trước. Từ gia trong tiếng Mường có nghĩa là mày. Tiếp theo chúng ta có bốn từ mới lần lượt sẽ là từ có sẽ được người Mường nói thành cọ. Tôi xin nhắc lại cọ. Từ mới thứ hai đó là từ uống uống sẽ được người Mường nói thành ọng ọng. Chúng ta có thể ghép từ uống này vào tất cả các loại uh, nước uống của người Mường. Ví dụ như trong câu này chúng ta có từ rượu. Rượu sẽ được người Mường nói thành rào. Rào. Nếu ghép hai từ này lại với nhau chúng ta sẽ có ọng rào. ọng rào có nghĩa là uống rượu. Nếu là uống nước thì chúng ta sẽ có câu ọng rác. ọng rác. Và một từ mới thứ tư đó là từ không. Từ không sẽ được người mường nói thành chăng. Chăng như chúng ta đọc từ chăng bình thường. Như vậy ở đây chúng ta có thể thay đi thay lại các từ khác nhau để có thể tạo ra được một câu hỏi mới. Ví dụ như chúng ta có thể thay từ ọng rào bằng một từ khác. Ví dụ như là uống nước. Chúng ta sẽ có một câu hỏi mới như sau. Mày có uống nước không? Thì chúng ta sẽ nói thành tiếng mường như sau. Da có rác chăng? Tương tự, các bạn có thể thay từ ọn rào là uống rượu bằng các cái câu khác. Bây giờ để trả lời cho câu hỏi ví dụ 1, chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Tôi tạm gọi là cách trả lời ngắn và cách trả lời dài. Cách trả lời ngắn chỉ đầy đủ thông tin là có là không. Và cách trả lời dài là ngoài cái việc có hoặc không thì chúng ta còn đưa vào cả lý do vì sao. Thứ nhất về cách trả lời có. Để trả lời cho câu hỏi ở ví dụ 1 thì chúng ta sẽ có hai cách trả lời có. Tôi tạm gọi ở đây là cách trả lời ngắn và cách trả lời dài. Thì cách trả lời ngắn thì chúng ta cần đầy đủ thông tin là có hoặc không còn cách trả lời dài thì ngoài việc trả lời có không chúng ta còn cho thêm lý do hoặc khả năng ở đó bây giờ chúng ta sẽ trả lời ngắn da cỏ rào trăng thì nếu chúng ta trả lời ngắn thì chúng ta chỉ cần trả lời là có hoặc uống thì người Mường sẽ nói thành cỏ có, có nghĩa là chúng ta có uống và thứ hai chúng ta có thể trả lời trực tiếp vào cái từ khóa mà câu hỏi muốn nhắm tới đó là có biết uống rượu hay không thì chúng ta chỉ cần nói là ọn điều đó có nghĩa rằng là chúng ta uống được rượu tiếp theo chúng ta có câu trả lời dài da cọ rào chăng thì chúng ta sẽ trả lời như sau cọ ho y ọn ản tôi xin nhắc lại cọ ho y ọn ản thì câu này có nghĩa là có, tao cũng uống được. Như vậy là nếu mà so với cái câu trả lời ở trên thì câu trả lời ở dưới có vẻ lịch sự hơn, đầy đủ hơn. Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ số 2. Chúng ta có câu như sau. Hôm nay anh có ăn cơm ở nhà hay không? Thì câu này sẽ được người mường nói thành. Ngay nay, ai có ăn cơm ở nhà chẳng? Tôi xin nhắc lại. Ngay này, ai có ăn cơm ở nhà chẳng? Thì trong câu hỏi này chúng ta có một số từ cũ trong các bài trước và có một vài từ mới trong bài này. Từ cũ đầu tiên chúng ta đã học đó là từ hôm nay hoặc ngày hôm nay. Thì từ này sẽ được người mường nói thành ngay này. Ngay này từ tiếp theo đó là từ ai có nghĩa là anh chúng ta cũng đã học ai có nghĩa là anh từ cụ tiếp theo đó là từ ăn cơm ăn cơm thì các bạn có thể nói là ăn cơm giống như tiếng trung từ cụ tiếp theo đó là từ nhà từ nhà sẽ được nói thành tiếng mường là nhà nhà và hai từ mới trong câu này là từ có và không. Thì có và không cũng như câu trên. Chúng ta sẽ nói thành có và chăng. Có sẽ nói thành có. Không sẽ nói thành chăng. Để trả lời cho ví dụ hai này, chúng ta cũng có hai cách trả lời. Đó là trả lời ngắn và trả lời dài. Tương tự như câu ở ví dụ 1 Cách trả lời ngắn, chúng ta sẽ trả lời là có và cái trả lời trực tiếp vào cái, cái cái cụm từ mà câu hỏi nhắc tới, đó là ăn. Thì cái trả lời ngắn chúng ta sẽ trả lời như sau. Có hoặc là ăn. Có hoặc là ăn, có nghĩa là có ăn cơm ở nhà. Và cách trả lời thứ hai đó là trả lời dài thì ngoài cái trả lời là có ăn cơm ở nhà thì chúng ta sẽ cho thêm một câu nữa để thể hiện cái sự lịch sự. Ví dụ như là chúng ta có thể trả lời như sau. Có. Ngày nay họ ăn cơm ở nhà. Tôi xin nhắc lại. Có. Ngày nay họ ăn cơm ở nhà. Có nghĩa là có hôm nay anh hoặc là tao ăn cơm ở nhà. Tiếp theo, chúng ta đến với ví dụ số 3. Chúng ta có câu Em có đi học không? Thì câu này sẽ được người mường nói thành Ủn, có đi học chăng? Tôi xin nhắc lại. Ủn, có đi học chăng? Trong ví dụ này, chúng ta gặp một từ cũ và bốn từ mới. Từ cũ ở đây là Ủn, có nghĩa là em. Các từ mới ngoài từ có và không thì chúng ta có từ đi và từ học. Hai từ này chúng ta ghép lại với nhau thì thành đi học. Từ đi sẽ được người mường nói thành đi giống như tiếng Trung. Có một số vùng mường khác thì có thể nói từ đi này thành các cái câu khác. Ví dụ như là ti, ti. Còn từ học sẽ được người mường nói thành học học, các bạn đọc rất là nhẹ. Ghép hai từ này lại với nhau chúng ta có từ đi học. Đi học. Cũng như ở các ví dụ trên thì chúng ta có thể thay từ ụn là em bằng các từ khác, ví dụ như là anh, chị, ông, bà, bố mẹ hay bất kỳ một tên người nào đó vào trong câu đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ có một câu hỏi khác. Hoặc chúng ta có thể thay từ đi học bằng các từ khác. Ví dụ như từ là đi chơi sẽ được nói thành đi dồn. Đi đá bóng sẽ được nói thành đi đá bọn. Hoặc là đi tắm sẽ được nói thành đi sậm. Đi sậm thì chúng ta sẽ có một câu khác. Thì để trả lời cho câu ở ví dụ 3 này, chúng ta cũng có hai cách trả lời tương tự như hai ví dụ trên. Cách trả lời thứ nhất đó là trả lời ngắn thì chúng nó nói trực tiếp đó là có hoặc không. Hoặc là nói trực tiếp vào cái từ mà chúng ta hỏi trong câu hỏi. Đó là đi đi hoặc đi học. Đi học. Thì cái cách trả lời ngắn này thường được dùng một cách là trả lời một cách bất lịch sự, nói cho có, nói cho xong. Cách trả lời số 2 đó là trả lời dài. Thì nếu chúng ta gặp câu Un có đi học chăng? Thì chúng ta có thể trả lời rằng là Có. Un y đi học. Tôi xin nhắc lại. Có. Un y đi học. Câu này có nghĩa là Có. Em cũng đi học. Tiếp theo chúng ta sẽ học về cách trả lời không. Từ không trong tiếng Mường được nói thành o Oh. oh để nói cho chính xác cái từ ó thì chúng ta nên giao tiếp nhiều với người Mường, nghe người Mường nói thì các bạn có thể nói được một cách chính xác. Từ o ở đây không có nghĩa là ó, nếu chúng ta đọc ó như tiếng Trung thì nó sẽ không ra tiếng Mường. Còn nếu từ không được đặt trong câu hỏi thì sẽ được nói thành chăng. Chăng. Các bạn nhớ để không nhầm nhé nếu như câu trả lời không thì sẽ được nói thành o oh. còn nếu như câu trả lời uh, như câu từ không đó nằm trong câu hỏi thì nó được nói thành chăng chăng bây giờ chúng ta cũng lần lượt sẽ có ba cái ví dụ để chúng ta sử dụng câu trả lời là không có nghĩa là từ chối ví dụ số 1 chúng ta có câu mày có uống rượu không thì để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cũng có hai cách trả lời đó là cách trả lời ngắn và cách trả lời dài xin nhắc lại với các bạn cách trả lời ngắn là sử dụng một cách trả lời cộc lốc không lịch sự còn cách trả lời dài là một cách trả lời rất là lịch sự thì để trả lời ngắn thì chúng ta chỉ cần nói oh, oh, Tôi xin nhắc lại, ơ ổng, có nghĩa là không uống và không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Thứ hai, về cách trả lời dài, thì chúng ta có thể nói thêm một câu sau cái câu trả lời là không, có nghĩa là nói thêm lý do. Ví dụ như, cách trả lời đầu tiên, da có ổng rào chăng thì chúng ta có thể trả lời là, ơ ổng, ho ổng ăn rào thì câu này có nghĩa là không uống tao không uống được rượu hoặc một câu trả lời số 2 cũng có nội dung tương tự có nghĩa là da có rào chăng thì chúng ta có thể trả lời rằng là ó ọn ho lát rào rồi tôi xin nhắc lại ó ọn ho lát rào rồi thì câu này có nghĩa là không uống, tao đã bỏ rượu rồi. Và chúng ta cũng có thể nói thêm nhiều các cái câu khác miễn sao là chúng ta được thể hiện rằng gì? Chúng ta từ chối uống rượu và chúng ta cho cái người hỏi chúng ta một cái lý do. Ví dụ như câu này. Ra còn rào chăng thì chúng ta có thể trả lời bằng cách là ọ ọ ho đang đau trộn. Tôi xin nhắc lại. Ó ỏng, ho đang đau trụng Câu này có nghĩa là Không uống, tao đang đau bụng. Tao đang đau bụng. Đó, thì các bạn thấy rằng là gì? Với cách trả lời dài thì chúng ta thể hiện được cái sự đầy đủ trong câu trả lời. Cũng là cách để chúng ta tôn trọng người hỏi. Trả lời một cách đầy đủ, văn minh và lịch sự hơn. Tiếp theo chúng ta đến ví dụ số 2. Hôm nay anh có ăn cơm ở nhà không? Câu này sẽ được nói thành tiếng mường như sau. Ngay nay, ai có ăn cơm ở nhà chăng? Thì để trả lời cho câu này, chúng ta cũng có hai cách trả lời. Đó là trả lời ngắn và trả lời dài. Trả lời ngắn thì chúng ta chỉ cần nói là O ăn O ăn Có nghĩa là không ăn. Và trả lời dài thì cũng tương tự như ví dụ trên. Ngoài cái câu trả lời là không thì chúng ta sẽ đưa ra một lý do hoặc là một cái một cái câu nào đó để bổ sung cho cái việc mà chúng ta không ăn cơm ở nhà. Ví dụ như sau. Ngày này ai có ăn cơm ở nhà chẳng? Thì chúng ta có thể trả lời là o ăn. Họ ăn cơm ở được la rồi. Tôi xin nhắc lại. O ăn. Họ ăn cơm ở được la rồi thì câu này có nghĩa là không ăn ở nhà tao ăn cơm ở chỗ làm rồi thì trong đây chúng ta có cái từ từ mới đó là chỗ làm hoặc là nơi làm việc ấy thì chúng ta sẽ nói thành tiếng mường là được la được la có nghĩa là chỗ làm việc Tiếp theo chúng ta đến ví dụ số 3. Ún có đi học chăng? có nghĩa là em có đi học không thì đây chúng ta trả lời ngắn là o đi o đi có nghĩa là không đi còn trả lời dài thì chúng ta có thể đưa vào một cái lý do hoặc là một cái nguyên nhân nào đó ví dụ như ùn có đi học chăng thì chúng ta sẽ trả lời bằng tiếng mường như sau o đi ùn o đi học ngay nay ùn ăn nghỉ tôi xin nhắc lại, Ở đi, ùn ở đi học, ngay nay ùn an nghỉ. thì câu này có nghĩa là không đi, em không đi học, ngày hôm nay em được nghỉ học. thì ở đây chúng ta có một từ mới, đó là từ được. thì từ được người Mường sẽ nói thành an, an ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái từ ăn này vào một số câu như là được ăn cơm rồi thì chúng ta có thể nói là ăn ăn cơm rồi nha hoặc là gì được uh, phần thưởng chẳng hạn hoặc là được đi học được đi ngủ được đi tắm được đi đá bóng đó thì chúng ta có thể dùng ăn đi đá bóng có nghĩa là được đi đá bóng như vậy chúng ta vừa được học qua cách sử dụng từ có và không trong việc trả lời các câu hỏi có không thì ở đây chúng ta nhớ rằng là sẽ có hai cách trả lời đó là trả lời ngắn và trả lời dài thì thông thường cách trả lời ngắn thường dành cho cái cách trả lời rất là thiếu lịch sự thiếu tôn trọng người hỏi còn cách trả lời dài thì dành cho một cách nào đó nhã nhặn hơn tình cảm hơn văn minh lịch sự hơn cho nên các bạn có thể lựa chọn để chúng ta có được cái cách trả lời hợp lý trong từng hoàn cảnh khác nhau. Và thông thường thì cách trả lời ngắn sẽ được sử dụng cho các cái câu hỏi mà người hỏi và người trả lời ngang hàng nhau hoặc là người trả lời có tuổi lớn hơn, vai vế lớn hơn người hỏi. Còn cách trả lời dài thì thường được dùng khi người trả lời là có vai vế hoặc tuổi ít hơn người hỏi thì chúng ta hay sử dụng cách trả lời dài. Và trước khi kết thúc bài học hôm nay thì tôi lưu ý với các bạn để nói được tiếng mường một cách thành thạo, một cách rõ ràng, lưu loát, nói nhanh, nói tốt thì cách tốt nhất các bạn nên lập nhóm từ hai người trở lên và tập nói với nhau. Hãy đặt các câu hỏi và các câu trả lời liên quan đến các từ khóa mà chúng ta đã học trong bài. Như vậy các bạn có thể học được tiếng mường nhanh hơn, nói tốt hơn và đầy đủ hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hội Người Mường rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả người xem để Hội Người Mường hoàn thiện các nội dung sau này. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký, nhấn like, share để ủng hộ Hội Người Mường. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học sau xin chân thành cảm ơn